Mến chào quý thính giả đã quay trở lại với kênh Kiến thức tử vi về tướng số của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình. Và các bạn thân mến, trong nội dung bài viết trong ngày hôm nay thì Kiến thức tử vi chúng tôi xin chia sẻ với các bạn một video mới nhất có nội dung như sau. Từ ngày mùng 1 tháng 5 dương lịch của năm Quý Mão 2023 thì top 3 con giáp đón vận may ngược dòng. Từ đây không lo thiếu tiền. Sau 2 năm liên tiếp khó khăn vì đại dịch, có rất nhiều người hy vọng là sự nghiệp sẽ khởi sắc khi bước vào năm mới Quý Mão 2023, sẽ có những ngày tháng tốt lành và hanh thông. Và các bạn thân mến, để muốn biết được với 3 con giáp đón nhận vận may ngược dòng, không lo thiếu tiền từ ngày mùng 1 tháng 5 năm Quý Mão 2023, đó là những con giáp may mắn nào? Sau đây xin mời các bạn hãy cùng Kiến thức tử vi chúng tôi đi tìm hiểu chi tiết của nội dung bài viết dưới đây trong ngày hôm nay. Bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 5 dương lịch năm Quý Mão 2023 thì top 3 con giáp đón vận may lội ngược dòng. Từ đây những con giáp may mắn này không lo thiếu tiền. Theo tử vi dự báo rằng khi bước vào ngày mùng 1 tháng 5 tới đây thì vận trình của những con giáp này có sự cải thiện rõ rệt, tài lộc tăng lên một cách không ngừng, tinh thần lúc nào cũng vui vẻ và thoải mái. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ nhất nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong ngày mùng 1 tháng 5 năm Quý Mão 2023 về dương lịch, đó là con giáp người tuổi Sửu. Đối với người tuổi Sửu là người có tính cách chăm chỉ siêng năng, với con giáp này luôn luôn đặt công việc lên hàng đầu. Họ không ngừng nỗ lực tìm kiếm mọi cơ hội để đổi đời, để nâng cao chất lượng cho cuộc sống. So với những con giáp khác thì người tuổi Sửu là người không gặp may mắn bằng họ, phải đối mặt với khá nhiều khó khăn và trắc trở nên càng phải phấn đấu rất nhiều. Tuy nhiên điều này không làm người tuổi Sửu nản chí. Và trong năm Quý Mão 2023 thì theo tử vi nói rằng người tuổi Sửu dù không may mắn trong giai đoạn đầu năm, nhưng từ ngày mùng 1 tháng 5 dương lịch trở đi thì mọi thứ sẽ chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống riêng tư của người tuổi Sửu đều được cải thiện một cách đáng kể nhất. Với con giáp này có thể gặp được quý nhân đưa đường dẫn lối, giúp cho cuộc sống của Sửu thăng hoa cực kỳ rực rỡ. Với những cơ hội kiếm tiền của người tuổi Sửu trong giai đoạn này cũng tăng lên, và bản mệnh có khả năng kiếm được khối tài sản rất đáng mong đợi. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ hai nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong ngày mùng 1 tháng 5 năm Quý Mão 2023 về dương lịch, đó là con giáp người tuổi Hợi. Đối với người tuổi Hợi là người có tính cách hiền từ nhân hậu, họ luôn đối xử tốt với mọi người xung quanh. Đây cũng là một trong những con giáp có thể đón nhận nhiều may mắn trong cuộc sống. Họ không chỉ viên mãn về mặt tinh thần và đời sống vật chất, cũng không cần phải quá lo lắng nhiều. Ở trong cuộc sống thì người tuổi Hợi được khá nhiều người yêu quý, không thiếu quý nhân sẵn sàng giúp đỡ khi mà bản mệnh gặp khó khăn. Và trong năm 2023 thì người tuổi Hợi phải đối mặt với nhiều thử thách, nhưng tuy nhiên theo tử vi dự báo rằng từ ngày mùng 1 tháng 5 tới đây thì mọi thứ sẽ được cải thiện một cách đáng kể. Với tài vận của người tuổi Hợi có dấu hiệu khởi sắc, công việc cực kỳ hanh thông, với những kế hoạch dự định của con giáp này đều được giải quyết một cách ổn thỏa. Với các nhà tiên tri dự báo rằng khi bước vào những ngày cuối năm thì người tuổi Hợi có khả năng sở hữu một khoản tiền tích lũy rất lớn, thậm chí có người sẽ mua được xe, được nhà mới. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ ba nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong ngày mùng 1 tháng 5 năm Quý Mão 2023 về dương lịch, đó là con giáp người tuổi Ngọ. Đối với người tuổi Ngọ là người thích tự do tự tại, luôn sống độc lập và lạc quan. Con giáp này có thể gặt hái rất nhiều thành công trong cuộc sống. Vào một giai đoạn nhất định thì họ sẽ công thành danh toại, giàu có về mặt vật chất, viên mãn về mặt tinh thần. Theo tử vi nói rằng trong năm Quý Mão 2023 thì người tuổi Ngọ cũng phải đối mặt khá nhiều với những khó khăn, nhưng theo tử vi nói rằng trong năm Quý Mão 2023 thì người tuổi Ngọ cũng phải đối mặt với khá nhiều những khó khăn. Tuy nhiên thì con giáp này là con giáp thông minh, biết tính toán nên đã tìm được rất nhiều cơ hội để thoát những hiểm cảnh khó khăn. Và bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 5 trở đi
thì người tuổi Ngọ đã đón nhận rất nhiều cơ hội lội ngược dòng. Cuộc sống của con giáp này ngập tràn những điều may mắn và những cơ hội làm giàu lũ lượt kéo đến, tài vận được cải thiện một cách đáng kể. Và theo tử vi dự báo rằng cuối năm nay thì túi tiền của Ngọ sẽ căng đầy. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất. Đừng tiếc like và comment khi xem video này.